xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Hằng Vlog đây. Gần đây rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình nói là Hằng ơi, không biết được là Hằng có những cái dịch vụ như thế nào và Hằng làm những cái chương trình gì thì Hằng có thể giới thiệu cho mọi người được biết không, chứ xem video này rồi xem YouTube này rồi xem Facebook của Hằng thì không hiểu là Hằng đang làm những cái gì. Thế thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để giới thiệu với các bạn về những cái dịch vụ của bên mình. Bên mình thì có những cái dịch vụ như thế này. Thứ nhất là mình kết nối doanh nghiệp, tư vấn để chuyển đổi số cho doanh nghiệp nên nền tảng đa kênh. Ví dụ như là build kênh YouTube này, build kênh TikTok này, rồi build kênh Zalo doanh nghiệp này, rồi website. Rồi thứ hai nữa là cung cấp các cái giải pháp để cho các cái doanh nghiệp làm gọi là cầu truyền hình trực tiếp này, hoặc là live stream bằng những cái phần mềm. Rồi thứ ba nữa là mình làm các cái dịch vụ như là sản phẩm thiết kế video marketing hay là intro video. Các bạn gần đây thấy mình cứ đăng lên những cái dạng video intro đấy. Intro là gì? Thì intro nó là một cái đoạn giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của các bạn. Đó, ví dụ như là các bạn nhớ đến mình là gì? Các bạn nhớ đến mình là một cái người rất là cá tính này, có những cái video rất là ấn tượng. Đó thì đấy chính là cái thương hiệu, là nhân hiệu của mình chẳng hạn. Đấy, thế thì cái logo intro ấy nó chính là cái dấu ấn để cho khách hàng nhớ về các bạn. Đó, thế bên cạnh đó thì mình còn các cái liên kết. Đó, ví dụ như là mình là admin của doanh nghiệp liên kết Việt toàn cầu. Mình có các cái mối quan hệ, rồi là các cái gọi là các cái group doanh nghiệp để có thể là kết nối cho các bạn đến những cái nguồn vốn này hay đến những cái dự án này. Đó thì trên trang cá nhân của mình có đăng những cái nguồn vốn đó, là cần những cái nhà đấu thầu này hay là cần những cái bạn mà dự án các bạn đang làm về doanh nghiệp thì các bạn sẽ xem. Mình sẽ để link ở dưới cái video này. Đó, thế còn cái công việc chính của mình ấy, đó là thiết kế video và đào tạo video cho các bạn. Đó, ví dụ như là các bạn mà có nhu cầu muốn học video chuyên sâu và có thể làm được những cái video từ A đến Z như mình thì là các bạn hãy inbox với mình. Đấy là vào cái khóa học chuyên sâu của mình và cầm tay chỉ việc 1:1. Và bên cạnh đó thì mình cũng dạy cái video, đó là video bản tin truyền hình, video hoạt hình vẽ tay, rồi là video intro, tất tần tật các loại video, gì cái gì cũng trở thành video hết thì các bạn gặp Hằng Vlog. Đó, và bên cạnh đó thì các cái phần mà kết nối doanh nghiệp, rồi là ứng dụng các cái phần mềm vào chuyển đổi số. Thứ hai nữa là cái lĩnh vực của mình kinh doanh một vài cái sản phẩm vật lý, đó là dược liệu Tây Bắc. Thì mình có cái trang website đó là duocliệutaybac24h.com. Đó, rất là mong là các bạn hãy truy cập vào trang này. Các bạn sở hữu là các bạn chọn được những cái sản phẩm tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe cho các bạn. Đó, thì chúng ta sòng phẳng với nhau, rõ ràng là mua và bán. Đó, thứ hai nữa là mình có một kênh, đó là kênh Hằng Vlog. Mình chuyên chia sẻ những cái kỹ thuật, rồi là những cái kỹ năng và những cái phần mềm mà mình đang làm ở công việc hiện tại của mình. Có những cái gì thì mình chia sẻ hết lên YouTube, như vậy thì các bạn có thể là xem cái kênh YouTube của mình, và có những cái chỗ nào mà không hiểu thì các bạn có thể inbox để hỏi Hằng về những cái kỹ năng đó hoặc là cái kỹ thuật đó. Rồi thứ ba nữa là một cái lĩnh vực mà gần đây mình được các bạn chia sẻ, đó chính là cái đồng tiền kỹ thuật số. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là hiện nay có rất là nhiều cái sàn mà người ta đưa cho mình những cái đồng Bitcoin ấy, nó miễn phí hoàn toàn khi mà mình tải về. Thực ra cái thời gian tải về không mất thời gian đâu, mấy giây thôi các bạn ạ, mấy giây thôi, nhưng mà mình không mất nhiều thời gian vào nó, mình được tặng, được cho. Thế thì mình cài vào cái máy điện thoại của mình và được 20.000 Bitcoin NF. Đấy là một cái dạng đồng Bitcoin mới và được dự đoán là sẽ rất là phát triển. Thế thì tại sao mình không cài? Mình chỉ cài nó thôi và mình để đấy. Sau đó mình gửi link cho các bạn mình, nếu ai tin và ai thích thì các bạn cài, để các bạn cũng có tiền sau này. Bởi vì là hiện nay thì cái đồng này đã được buôn bán ở trong một cái group rồi, 90% là tiền mặt và 10% là đồng Bitcoin NF. Đó, thế thì cũng chẳng mất thời gian của các bạn. Các bạn có thể dùng nó để tải về điện thoại của mình rồi chia sẻ cho bạn bè của mình. Biết đâu tự nhiên ngày mai ngày kia nó lên bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ có một cái khối tài sản số ở đấy, đúng không ạ?
Rồi nữa, đó là một số các cái app để chúng ta kinh doanh. Ví dụ như là Hằng có làm dropship. Dropship với lại BCA là mình rất là đơn giản thôi, mình đặt cọc 3 triệu để cam kết công việc của mình với tập đoàn BCA để mình lấy cái link affiliate của mình bán hàng cho họ. Ví dụ như mình thích bán hàng tiêu dùng, thích bán hàng mỹ phẩm hay thích bất cứ một hàng gì, nhưng ở đây nó sẽ có 4 không: không ôm hàng, không kho bãi, không nhân viên, không vốn. Đó thì có nghĩa là chúng ta chỉ việc lấy mỗi cái link affiliate và chúng ta đưa vào các cái nhóm của chúng ta thôi. Thì cái này Hằng cũng đã có cái video cụ thể rồi, và rất là vui được kết nối với lại tất cả các bạn ở trên mạng xã hội, và biết ơn tất cả những khách hàng đã sử dụng và tin tưởng sử dụng dịch vụ của bên Hằng Vlog, từ những intro trang website hay là những cái video để PR sản phẩm, để giới thiệu doanh nghiệp, cũng như là những cái video đào tạo của các bạn. Đó, thế thì đó chính là những cái phần dịch vụ mà Hằng muốn chia sẻ với các bạn, để bạn nào mà còn chưa biết về cái dịch vụ của mình thì các bạn có thể xem cái video này để hiểu thêm về Hằng Vlog cũng như là những dịch vụ mà mình đang cung cấp. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất vui được phục vụ các bạn.